Xin chào các anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đến với chương trình Tự học tiếng Hoa của chúng tôi Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần 4 trên 6 của bài 21 Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại cái bản từ trước khi chúng ta vào phần đàm thoại và bài đọc thêm Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nào à, Trong bản từ mới này, từ đầu tiên chúng ta có từ tiên Tiên ở hán Việt là đính, ở trong từ đính hôn á. Và với cái nghĩa là đặt, như vậy là tiên hoa là đặt hàng tiếng phản chiên là đặt phòng tiên huynh là đính hôn rồi tinh chiên là cái tiền mà mình đặt cọc trước á chiên là từ kim có nghĩa là vàng nhưng mà ngoài ra nó cũng có cái nghĩa là tiền như vậy tinh chiên là tiền đặt cọc à, ta có từ tiên từ thứ hai chúng ta có từ tan tan có nghĩa là đơn đơn đây là một á và trong bài nó xuất hiện cái cụm là tan rỉnh phản phản là phản gen tan rỉnh phản chiến hay là tan rỉnh phản có nghĩa là cái phòng đơn À, phòng đơn. Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ ba là từ xoắn xoắn là chữ song có nghĩa là hai hoặc là đôi. Như vậy là xoắn rỉnh phản là phòng đôi. À, xoắn ngoài ra nó còn là lượng từ ví dụ như ý xoắn xỉa là một đôi giày ý xoắn dèn chiên là một đôi mắt ý xoắn sổ là đôi tay như vậy là cái gì mà phải hai thì nó mới là À, chuẩn nó mới là bình thường thì nó sẽ dùng từ xoan xoan sổ so, y xoan sổ so, y xoan chèo so, y xoan xẻ y xoan dèn chiên à, từ xoan có nghĩa đó từ thứ tư chúng ta có từ thiện thiện ông bán việc là điền à, cũng có nghĩa là điền luôn thiện khôn là điền vào chỗ trống thiện bèo là điền vào cái bảng điền vào cái biểu nào đó ví dụ như là thiện tân chi bèo điền vào cái bảng đăng ký Xuyền sửa thẻn khốn. Trong bài chúng ta có cái cụm đó có nghĩa là chọn từ điền vào chỗ trống. Cái tiếp chúng ta có từ thứ năm là tân chi. Tân chi là động từ đăng ký. Và tân chi bèo là cái bảng đăng ký. Ví dụ đăng ký tham gia cái gì đó. Tân chi. À, san giá. Ví dụ như có hoạt động hổ tung gì đó. À, hoạt động gì đó. Từ thứ sáu là bèo. Bèo là biểu có nghĩa là cái bảng. Như vậy là thẻn bèo là điền vào cái bảng nào đó. Bảng biểu gì đó từ thứ bảy là miễn pn miễn pn là danh thiếp miễn là danh là cái tên còn pn là cái tấm mỏng miễn pn là cái tờ giấy mỏng mà có ghi tên và thông tin của mình á tức là danh thiếp lượng từ là y trang miễn pn liàng trang miễn pn À, thứ tám chúng ta có từ che sau che sau là giới thiệu ví dụ tôi xin giới thiệu một chút của che sau dĩ xa à, đây là thầy tôi cho sư của lão sư cũng có thể nói wǒ lại che sau dĩ xa từ lại đây không có phải là đến mà nó có cái nghĩa là để à, để tôi giới thiệu một chút Wǒ lại che sau dĩ xa và che sau này nếu đi với từ xin che sau xin là cái thư giới thiệu ví dụ giới thiệu để một cái người này làm quen với một người khác à, ví dụ như vậy là che sau xin Thứ 9, ta có từ thiên. Thiên là thêm, ví dụ như thiên rỉnh là thêm người. À, thiên mã văn là thêm phiền phức. Ví dụ, cấy nì thiên mã văn là à, thêm phiền phức cho anh quá. Tôi đến đây ở lâu, à, phiền cho anh quá. Cấy nì thiên mã văn là, à, thiên rỉnh là thêm người. Cái tiếp, từ thứ 10, ta có mã văn. Nó sẽ có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là phiền phức. cho trên sư hình mã văn, cái việc này rất là phiền phức. Hoặc là nì bùi giao chi mã văn thá bạn đừng có đi làm phiền anh ấy tha sản lại mà phan của anh ấy thường đến làm phiền tôi thì lúc đó mà phan nó sẽ là động từ ta sứ quan là đại sứ quán âm hán việt cũng như vậy cơ quan đại diện cao nhất của một cái quốc gia này đặt ở một quốc gia khác thôi ví dụ trung của ta sứ quan đại sứ quán trung quốc mỹ của ta sứ quan đại sứ quán mỹ từ thứ 12 là chi sơ chi sơ là xe hơi sơ không là xe còn chi sơ là xe hơi Tại sao nó có ba chấm thủy với đằng trước những cái động cơ ngày xưa chưa có động cơ uh, giống như hiện nay mà nó là dạng dùng hơi nước cho nên là đằng trước nó có ba cái chấm thủy Cái tiếp ta có từ thứ 13 là Misu Misu âm án Việt là chữ bí thư nhưng mà có nghĩa là thư ký thôi Ví dụ một cái người thư ký nào họ lâm là lễn Misu thư ký nào đó họ lý là lì misu nhà yeah, misu à, từ thứ 14 ta có từ lẻ lẻ có nghĩa là hai à, ta sẽ hiểu là hai người á ví dụ hai chúng ta đi uống cà phê đi quần mình lẹ chưa hơn cà phê bà à, hai đứa tuổi nó đi bắc kinh rồi tham minh lẻ chưa chiến là tháng sau hai đứa tuổi nó đi đài loan xe à, cơ duyên tham minh lẻ chưa suy thái quan rồi À, từ thứ mười lăm là toàn chi Toàn là chữ đoạn có nghĩa là ngắn Còn chi là chữ kỳ có nghĩa là kỳ hạn Như vậy là toàn chi là Trong cái kỳ hạn ngắn thôi thì mình dịch là ngắn hạn Toàn chi lùi xiển tức là du lịch ngắn hạn Rồi, Đi du lịch ngắn hạn kế tiếp ta có từ thứ mười sáu Từ thứ mười sáu là ta duê à, đại ước Ta duê là khoảng hoặc là khoảng chừng Nếu nói tắt thì duê thôi cũng được Duê à, không là ước hoặc là ước chừng cũng như vậy âm hán việt là chỉ đại vẫn còn và ước cũng còn một từ dưới không nó còn có một nghĩa khác là hẹn ví dụ hôm nay tôi hẹn một người bạn đi uống cà phê chỉ thêm quà dưới dĩ cơ vô sư hơi cà phê quà dưới sư phê hẹn Cái tiếp từ thứ 17 là suy do suy do là cần cần phải buộc phải nghĩa mạnh hơn từ do âm hán việt là nhu yếu nhu cầu cũng dùng chữ này Ví dụ như suy giao ban suy cần phải làm những thủ tục gì? Muốn đi Trung Quốc du lịch, muốn đi Đài Loan du lịch thì cần làm những thủ tục gì? À, giao suy Trung Quốc lưu diễn, giao suy Thái Quán lưu diễn, suy giao ban, nà xe sầu suy. Từ thứ 18 là ban. Ban, ông nói việc là biện, nằm trong từ ban phạ là biện pháp, vẫn còn dùng. À, biện pháp. Và từ ban không có nghĩa là làm ban cung sư là văn phòng là việc. Ví dụ có việc gì thì mời anh đến văn phòng của tôi nhé. Dù summer mất sư, chính nì to của ban công bà. Rồi ban cung sư chén gì đó, tức là cái thời gian làm việc. Ví dụ một ngày 8 tiếng từ mấy giờ đến mấy giờ thì cũng dùng từ ban này ban cung sư chén. Rồi ban sổ sư là làm thủ tục thế thôi. 19 là nà xé. Nà cái gì đó xé là những cái gì đó nào. Nà xé rỉnh là những người nào anh thích những người nào ní xì hoan nà xe rệnh những người nào là bạn của anh nà xe rệnh suy đi những quyển sách nào là do anh mua vậy nà xe xu xuyên đi mài ta nhớ đằng sau từ xe nó không có lượng từ không có nói nà xe cơ rệnh nà xe bần xu và không nói như vậy 20 là sầu suy là thủ tục âm hóng việc là từ thủ và từ tục thôi à, sầu suy ru xuyê sầu suy à, là thủ tục nhập học ru chiến sầu suy là thủ tục nhập cảnh xử tôi đi làm một số thủ tục. Từ thứ 21 là pan quang. Pan quang là mong chờ từ quang này nằm trong Si quang. Quang là giữ vọng có nghĩa là nhìn xa, quang duyên là vọng nguyệt là ngắm trăng Rồi pan quang là mong chờ. cũng có khi mình dịch là mong hoặc là hy vọng có thể dịch thoáng như vậy. Trong bài nó có câu là 我盼望找到一個好工作, tôi mong tìm được một cái việc tốt. 我盼望爸爸早日回來。la tôi mong bố sớm về chào rư là sớm một ngày gần nhất á ta hiểu nó như vậy. Từ thứ 22 là show, show là nhận và bổ ngữ chỉ kết quả của nó là show to, show to là nhận được. Ni ta xin và là thư của bạn tôi nhận được rồi. Rồi từ thứ 23 là hủy xin show to tha từ hủy xin nhận được thư hồi âm của anh ấy hủy xin là thư hồi âm thư trả lời gọi là hủy xin à, kế tiếp từ thứ 16 là ti trự ti trự là địa chỉ cho đây là địa chỉ của tôi đây của đây là địa chỉ của công ty tôi à, miễn phí sang dỗ của tôi ti trự ở trên danh thiếp có địa chỉ của tôi ti trự 27 là an là bấm À, ví dụ như an liễn là bấm chuông rồi an mũa là bấm huyệt so bóp tức là massage rồi từ an còn có một nghĩa khác là dựa vào ví dụ nị an xin phân sang tờ ti trữ à, kể thái sẽ xin bà an là dựa vào an xin phân sang tờ ti trữ dựa vào địa chỉ ở trên bao thư à, kể thái sẽ xin bà viết thư cho anh ấy đi xin phân có nghĩa là cái bao thư hoặc là cái bì thư lượng từ của nó là cưa như cái xin phấn, lẻn cái xin phấn và những danh từ riêng ta có là Michel, Michel nào đó, rồi ly hỏa là lý hoa và mà Ly là Mary và đến đây mình kết thúc phần 4 trên sáu của bài 21. và video clip kế tiếp sẽ là cái phần chúng ta tìm hiểu phần đàm thoại và bài đọc thêm xin cảm ơn mọi người chúc các bạn học tốt